Trên các trang báo sáng nay, những thông tin nổi bật nào được đăng tải? Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Thưa quý vị, câu chuyện về đổi mới sách giáo khoa tiếp tục làm nóng nghị trường tại các phiên thảo luận của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra. Và một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận là càng xã hội hóa, giá sách giáo khoa càng tăng. Báo Dân Trí đã tập trung ghi nhận phản ánh nội dung này. Trong bài viết, riêng sách giáo khoa càng xã hội hóa, giá càng tăng, nghịch lý được Báo Dân Trí đăng tải, tác giả ghi nhận ý kiến nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng xã hội hóa giáo dục nhưng nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo. Xã hội hóa sách giáo khoa là đúng nhưng mức độ phù hợp không nên biến xã hội hóa thành thương mại hóa sách giáo khoa. Nhiều đại biểu còn cho rằng chưa nên giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa, mà quan trọng nhất vào thời điểm này tập trung giao cho Bộ Giáo dục nghiên cứu và nghiêm túc triển khai phương án lựa chọn và sử dụng có hiệu quả các bộ sách giáo khoa đã và đang sử dụng. Việc biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa tại thời điểm hiện tại không thực sự cấp thiết. Theo Nghị định số 44 năm 2023 của Chính phủ, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT chỉ áp dụng một số mặt hàng có đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8%. Theo kiến nghị của nhiều doanh nghiệp, Chính phủ cần áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng cho tất cả các mặt hàng để gỡ khó cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Phản ánh nội dung này, Báo Lao động ghi nhận ý kiến các chuyên gia cho biết có nhiều lý do không nên áp dụng tràn lan chính sách này. Theo lý giải của tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê với phóng viên Báo Lao động, mục đích của chính sách giảm thuế VAT 2% nhằm hướng đến việc kích cầu tiêu dùng trong nước. Với những mặt hàng không thuộc nhóm tác động đến tiêu dùng của người dân, Bộ Tài chính không cho vào mục được giảm để tránh làm hụt thu ngân sách nhà nước. Về nội dung này, Bộ Tài chính cũng cho biết, sau khi Nghị định số 44 năm 2023 về chính sách giảm thuế 2% hết hiệu lực vào cuối năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất phương án giảm 2% mức thuế suất, thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ như hiện tại đang áp dụng. Báo VN Express có bài phân tích tình trạng người mua nhà đất vẫn ngại vay vốn ngân hàng, mặc dù hiện nay lãi suất cho vay giảm 1-3% so với đầu năm. Bài viết đề cập một trong những yếu tố khiến người mua nhà chưa dám đi vay là do lãi suất chưa về mức kỳ vọng và hiện còn cao so với khả năng trả nợ của nhiều người. Song song đó, thị trường nhà đất vẫn ảm đạm, chưa nhiều điểm sáng đủ để khách hàng tự tin vay vốn mua bất động sản lúc này. Trên báo VN Express, các chuyên gia bất động sản phân tích mức lãi suất cho vay nhà ở thương mại phù hợp với thu nhập người dân phải là dưới 7% một năm. Đối với người mua nhà ở xã hội, con số này phải thấp hơn 4,5% mỗi năm. Tuy nhiên, để giữ sự cân bằng hợp lý, hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá, giữa lạm phát và tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, trong ngắn hạn rất khó để các ngân hàng giảm lãi suất về mức thấp như nhiều người mua mong muốn. Và các chuyên gia đã đi đến nhận định rất khó có thể kích cầu tín dụng mua nhà trong giai đoạn hiện tại. Giới trẻ Việt Nam vừa trải qua một ngày Halloween sôi động với những màn trang trí hóa trang đầy ấn tượng. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều nơi hưởng ứng một cách vô tội vạ. Nhiều bạn trẻ hưởng ứng lễ hội này nhưng lại không hiểu hết ý nghĩa của nó. Trong bài viết Muốn hay phải am hiểu trên báo Sài Gòn Giải Phóng, tác giả bày tỏ quan điểm việc hưởng ứng một ngày lễ văn hóa nổi tiếng của nước ngoài không có gì sai. Nhưng phải chăng chúng ta cần hiểu hết ý nghĩa thực sự của lễ hội này để không trở nên quá đà, biến một lễ hội có ý nghĩa nhân văn tích cực trở thành một hoạt động giật gân, làm mọi cách để gây ấn tượng mạnh nhằm tạo sự chú ý. Cũng theo tác giả bài viết, văn hóa là sự đa dạng và khác biệt, không thể đồng phục lễ hội nơi nào cũng như nhau. Để giữ bản sắc văn hóa dân tộc, không hòa tan khi tiếp xúc những làn sóng văn hóa lớn từ bên ngoài của quá trình hội nhập toàn cầu, cần sự am hiểu trong mỗi người.